Rồi nàng này ở đâu? Dạ con ở Long Xuyên, An Giang á Ở Long Xuyên, An thầy. Giang. Dạ. À, Long Xuyên, trời đất ơi. Mà từ ở dưới lên đây á. Dạ. Rồi ở đây mấy ngày đây, ở đâu? Là con có nhỏ cháu nó có nhà trọ ở gần gần À, nó đây cho ở thầy. ké Dạ. mấy ngày hôm Dạ. nay. Dạ. À, rồi Long Xuyên là cái tôi kỷ niệm ghê lắm. Hồi xưa tôi thi đấu tennis đó. Dạ. Tôi đi tới Long Xuyên, ngay Xuyên mà tôi ăn cái bữa cơm mà tới giờ suốt đời không quên. Tức là cái món thứ nhất là cơm nó nấu thiệt nóng. Thứ hai là con cá gì? Cá bóng kèo. Trời ơi nói còn chảy nước miếng. Cá bóng kèo mà kho tiêu. Kho tộ á, kho tộ. Rồi là tô canh chua, má ơi ăn ngon chết bỏ, tới bây giờ vẫn còn nghe phảng phất cái mùi cá bóng kèo kho tộ. Rồi bệnh gì? Dạ con bị mấy cái đầu ngón tay là nó cứng. Rồi cứng Dạ cứng khớp buổi sáng dạ rồi đó, với đè đau đau cổ mỏi rồi. như cái dài nó hình như nó hơi lệch với Biết cả đuôi cánh tay rồi. như thế này, Rồi rồi giữa lưng rồi thắt lưng, rồi con bị giãn tĩnh mạch sâu rồi rành nông luôn. nè, sâu nông luôn. Dạ. Rồi rồi bây giờ ở nhà làm gì? Dạ con là làm việc văn phòng Rồi mà con là uống rượu ớt là gần gần 4 tháng nay à, rồi. 4 tháng là thấy là ổn gì là Dạ nhiều rồi dạ đó. nó cũng đỡ, mà con hồi trước đó là con bị xơ gan dạng nhẹ. À, rồi Dạ rồi bác sĩ cũng cho uống, là con uống điều trị nó đỡ rồi. Rồi sau đó thì nó hơi gan nó thô, nó thô không nó còn sao. thô, nhưng mà thì lúc đó là con uống rượu ớt, là con uống cái thuốc ở bệnh viện con uống chập chững, con không có uống con bữa uống bữa không, nhưng mà con uống rượu ớt thì hồi bữa thứ hai sáng bữa hai thì rồi con lên bệnh nhiệt đới con kiểm tra lại thì cái gan con bây giờ nó ổn luôn rồi. Đúng rồi, Dạ. cái rượu ớt á là tại vì cái gan mình nó khi nó dạng thô á Dạ. là rượu ớt nó làm cho máu huyết lưu thông, Dạ. nó làm cho cái gan tươi trở lại. Dạ. Nhưng mà nhớ cái điều này nè, cái thằng rượu ớt nó kích thích vô nó để làm cho cái tế bào gan mình nó tốt. Dạ. Nhưng mà đặc biệt cái cơ thể mình á là tim á thì nó không có tái tạo được cái tế bào trở lại, nhưng mà gan nó làm lại được. Dạ. Cho nên ráng uống cái đó cho nó ổn. Dạ. Rồi hổng thầy có dặn uống thêm rượu nhào được không? Dạ con đây là lần đầu tiên con gặp thầy. Cô sao cái gì vậy? Dạ chị con chỉ nghe YouTube rồi con tự mua con mua Ủa mà không ship có về. mà thứ hai không có khám đây à? Dạ bà, tại bữa thứ hai cái buổi sáng con đi bệnh viện con khám á thầy, rồi buổi chiều con mới lại. Dạ. Cái vụ này ngộ nha. À, rồi Dạ. à, đứng là chơi ngang luôn. Dạ À, dạ. coi nhiều Con á. nói chung là con coi nhiều lắm nhiều luôn á thầy. À, Dạ. vậy là cô này may mắn rồi, Dạ, dạ. vậy là cô Dạ may con mắn cũng rồi ước ao gặp thầy cũng lâu lắm rồi thầy. đó. Dạ. Rồi Bữa thôi nay là con tọa nguyện nè. ráng là ước ao Dạ. gặp thầy lần sau về lần chết cũng được. Không còn lâu lắm mới chết. Dạ. Bây giờ vậy là dùng rượu ớt tiếp nha. À, Dạ. nhưng mà có một cái là để cho cái gan mà nó tươi thêm á Dạ. thì phải thêm cái rượu nhào Dạ. nha. Con cũng có uống rượu nhào nè, À. nhưng mà tại vì cái lúc đầu đó, con lần đầu tiên nó con uống được một chai, cái sau đó là tại bác sĩ dặn cái vụ gan là không uống rượu. Không phải đâu, bác sĩ nói là đúng, còn cái này mình Dạ. không phải là nhậu, Dạ. tại vì cái thực ra cái nói là rượu nhào nhưng mà lấy cái này là cái phương pháp trích nước cốt nhào, Dạ. nhưng mà thầy để vậy thôi, cho nên em uống giờ không có nghe rượu riết gì đâu. À, mà một lần uống có muỗng canh nè, Dạ. ra Vậy là uống con uống ba loại luôn, ba thứ đúng luôn. rồi. Nhưng mà bây giờ nhào ở nhà con có rồi con ngâm với đường phèn được không thầy? Ừ, thì cứ làm thôi, thì Dạ. cứ làm, nhưng mà tôi sợ có cái là vấn đề mà rượu mình vô mình ngâm nó không an toàn. Dạ. Còn ở đây thì hơi tốn tiền chút xíu nhưng mà rượu của mình nó loại trừ độc tố hết rồi, Dạ. thật ra khi nó chiết ra nó không có hại hại cho gan mình. Dạ. Còn cái rượu ở nhà mình nấu mới gà mới hại. Mà cái đó con ngâm đường phèn thôi chứ không có rượu thầy được không thầy? Uống nổi không? Dạ được thầy. Được rồi, vậy Dạ, được. dạ, Vậy này, dạ. nếu mà ngâm đường phèn không thì được. Dạ. Thì em ngâm nhào với đường phèn vậy là phải ngâm khoảng độ chừng 6 tháng tới 1 năm là uống được. Ồ vậy hả? Ủa sao vậy con ngâm có 3 tuần à? Đâu phải tới phải lâu chứ, Ồ vậy hả ta gọi thầy? là ủ lên men mà. À.
ra là thôi đỡ thôi, lúc đó giờ con mua, giờ con mua thêm dạ. Mua thì là dạ. Với con mua ở đây luôn. Mua thì là uống tạm đi dạ. Rồi ngâm cái kia rồi năm sáu mình uống dạ. Uống tiếp à, thành ra bây giờ mình là em mua luôn cái lưu á. Cái lưu không có nhậu ở dưới miền Tây nhiều lắm dạ dạ à, rồi là kiếm cái lưu chừng 200 lít. Mình bẻ là mình để luôn cái lưu vậy đó. Rồi cái xong cái mình đổ đường bè lâu lâu dừng ghi năm nay là 2024 rồi cái gạch cái là 2025 cái đầu năm sau là uống được rồi đó, thì lâu lâu cái mình thò tay vô cái mình chiết mình móc mình uống đó, đó. Cứ cứ tính là 1 ký trái nhào dạ. Thì khoảng 300 gram dạ 300 gram đường phèn, đường phèn dạ. Thì em ngâm chừng lưu thôi thì làm năm sau có uống rồi nhé. Của tôi ở đây là phải ngâm phải thời gian, còn có người ta làm còn kỹ nữa, ta ngâm 4 năm, còn đây ngâm được có 1 năm à, thấy không? Còn nếu mà em mà uống cho chắc nữa thì làm 2-3 lưu á, ngâm từ 1 năm cho tới 4 năm. Ok dạ. Vậy dạ. Đó ha dạ. Rồi bây giờ kéo cổ cho cô này, kéo cho cô về cho sướng. Rồi bây giờ giật vai rồi nâng vai trước rồi kéo cổ sang rồi. Rồi đứng lên thế ra là mọi người á là nhớ cái của thầy làm á thì của thầy chiết nó tức là khi mà thầy ngâm á chiết nó ra á, cho tới nó còn không còn cái mùi nhào nữa. Thật ra tụi em muốn thử cái nhào của thầy là không có nghe mùi nhào. Còn cái những cái mà khác á, tụi em ngâm ra nó nghe cái mùi nhào, khó uống lắm. À, tại nó chưa đủ. Mùi, mùi dữ lắm. Mùi mình khó uống. Còn bên đây mình đã lên đủ của nó rồi. Thật ra là nó ủ, nó phải bắt buộc nó phải ủ như vậy. Nhưng mà không sao đây, mình về ngâm năm sau có uống rồi. Thấy không? Rồi cố gắng nha, còn em á là đường xa xôi trời ơi, ở Long Xuyên đâu giỡn đó, trời ơi đã nói đi thầy bà đi gặp thầy còn để đi gặp bà. Rồi ngồi đi vậy thì thầy dặn thêm một cái nữa là tại vì á là em á là tại vì em mình người mình ốm mà gan có vấn đề nữa, anh thử á là hồi nãy tôi dặn cái bác đây gì uống nước gừng á thì em cũng sẽ uống nước gừng à, tại vì nước gừng để cho nó ấm buổi sáng á, em bỏ chút xíu đường vô em ngâm nước đun nước sôi gừng á, em uống sáng cũng ly vậy đó để cho nó đừng để đói. Dạ, dạ. Rồi xong cái là buổi trưa á là nhớ là có ăn chay không? Dạ có, mà con ăn nấm với hạt nhiều lắm thầy. Dạ có ăn đủ chất lắm thầy. Đấy, dạ. Tôi nói cái là tôi bắt đầu tôi nghi nghi rồi. Cái mặt này, thấy không? Tại vì không phải. Mà con ăn 16-8 là cũng được gần 4 tháng luôn. Biết rồi, dạ. Biết, cảm ơn. Nhưng mà điều cái là tôi nói em nghe nè, cái vấn đề mình nói mình ăn hạt ăn đồ á, thì cái đó là thầy không nói, nhưng mà thực ra là nếu mà không ấy thì em ăn cá đồng á, mà cá dưới tép loại nhỏ thì mình ăn cũng đâu gì đâu, rồi trứng nữa cho nó đủ dinh dưỡng. Tại vì là cái nhìn cái mặt này là tôi biết rồi, mà cái gan á nó kẹt cái gan á là không đủ dinh dưỡng á, lại gan nó bị sụn. Nên thử mình em lên bàn thờ em giái Phật, nói Phật ơi Phật, bây giờ cho con cũng muốn tu hành lắm, cũng muốn ăn chay, nhưng mà ông thầy Châu á, ông biểu con ăn mặn, ra tội gì cứ dồn cho thầy Châu đi, còn giờ trước mắt cho con ăn đầy đủ á, nè, thì em giái cái là ông cho ông Phật rồi cho ăn cá ăn thịt liền, nhưng mà không phải mình ăn thịt đồ nhiều đừng ăn,
mình ăn cá con mấy con nhỏ rồi nọ là nó cũng tốt. Dạ. Ha? Rồi mình rang nữa, rồi mỗi ngày ăn phải 2 trứng, chiên trứng đồ ăn cho thầy đi, để cho cái gan nó, thấy không? Rồi tội thầy nhận nha, rồi em ăn uống đầy đủ cho thầy nha, A Di Đà Phật. Rồi nhìn là biết rồi, ráng đi rồi tiếp.